Hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ và hôm nay nên Thuận làm video trễ một chút các bạn. Bây giờ đã là khoảng chừng 8 giờ tối rồi. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ 6, chúng ta một lần nữa lại kết thúc một tuần. Và trước hết thì Thuận hy vọng các bạn sẽ có một cái cuối tuần vui vẻ. Ngày mai Thuận bận một số công việc cho nên sẽ không có thời gian để mà chia sẻ video với các bạn. Hôm nay Thuận sẽ cố gắng chia sẻ tại vì chúng ta có rất nhiều những cái thông tin thú vị và nổi bật. Thuận nghĩ là các bạn cần phải nên để ý đến. Đầu tiên hết chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung của chứng Hoa Kỳ đi, thì các bạn thấy là hôm nay đã kết thúc như thế nào. Kết thúc thì không phải là tốt lắm các bạn. Chúng ta có chỉ số Dow Jones xuống 0.66% các bạn, và S&P 500 thì xuống một chút, xuống 0.17%. Nasdaq thì hiện bây giờ tăng nhẹ 0.18%. Pre-market thì chúng ta hay được là cả ba chỉ số xanh nhẹ là một chút. Nhưng mà nói chung thì hiện bây giờ chúng ta có khá là nhiều cái sự lo lắng tiếp tục liên quan tới nợ trần. Và chúng ta cũng có một số những thông tin liên quan tới SEC rất là nổi bật. Tôi nghĩ các bạn cần phải nên quan tâm đến. Cũng như là chúng ta có cái thông tin liên quan đến FedNow. Chúng ta đã có thêm một chút tin tức về FedNow nó sẽ hoạt động như thế nào và những thông tin khác. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy được là vàng giảm thêm một chút nữa các bạn. Vẫn giữ được mức là 2.000 đô, bây giờ là 2.017 đô cho một ounce vàng. Nhưng mà vàng thì cũng tăng lên tới mức này rồi các bạn, thì được là không tiếp tục tăng nữa. Chúng ta nhìn vào hợp đồng dầu thì hôm nay giảm còn 70 đô và 80 cent, coi như là mức thấp trong vòng mấy tháng qua. Còn về crypto thì sao các bạn? Crypto thì các bạn được là BTC hôm nay giảm xuống thêm nữa. Chúng ta được là giá của BTC ở mức là 26.634. Thật ra cũng không có nhiều điều để nói về BTC đâu các bạn. Chúng ta cũng không có một cái thông tin gì lớn ngày hôm nay hết. Chúng ta chỉ thấy được là BTC sau khi mà có một cái sự tăng trưởng liên tục từ đầu năm tới bây giờ các bạn, thì được từ đầu năm chúng ta bắt đầu ở mức là khoảng 16.700 đô cho đến thời điểm gần đây là khoảng chừng giữa tháng 4 lên tới cái mức là khoảng 31.000 đô. Thì từ cái mức 31.000 đô cho tới thời điểm hiện tại thì các bạn, thì chúng ta đang chứng kiến khoảng chừng là 14% điều chỉnh. Nói chung cũng không gì gọi là quá đặc biệt đâu các bạn. Đương nhiên không có gì mà tăng mãi mãi hết. Chúng ta được là chúng ta phải có một cái sự điều chỉnh, và nhiều bạn cũng đã trông chờ điều chỉnh trong một thời gian dài rồi. Tại vì nhiều bạn nói là hy vọng có sự điều chỉnh để các bạn có thể tiếp tục trung bình giá với cái mức thấp hơn, thì bây giờ các bạn đã có cái cơ hội đó. Còn về năm nay thì chúng ta đã nói khá nhiều về, nếu như các bạn tin vào lịch sử mà 4 năm và các bạn tin năm nay tương tự như năm 2019 thì sẽ là một năm chúng ta có một sự hồi phục mà thôi. Cũng không phải là một năm mà tăng trưởng mạnh dựa theo chu kỳ mà 4 năm đâu. Chúng ta sẽ kết thúc năm nay với cái mức cao hơn cái mức bắt đầu. Và như năm 2019 thì chúng ta đã thấy được là giá của BTC từ cái mức thấp là khoảng 3.800 đô đã có một cái sự tăng trưởng mạnh lên tới khoảng chừng là 14.000 đô vào hè. Rồi sau đó các bạn thấy được là từ hè đã có một cái sự suy giảm xuống còn khoảng chừng là 6.700 đô cuối năm 2019. Thì có thể chúng ta đang chứng kiến một sự kiện tương tự. Các bạn thấy được là giá của BTC đã có một cái sự tăng trưởng cũng rất đáng kể từ năm tới bây giờ rồi. Thì có phải là thời điểm này là thời điểm chúng ta thấy là giá BTC xuống hay là không, thì thật ra chúng ta cũng không biết đâu các bạn. Có thể là đây chỉ là một cái đợt điều chỉnh trước khi chúng ta lại tiếp tục có một đợt pump nữa, và sẽ kết thúc đợt pump vào khoảng chừng hè năm nay. Điều đó cũng có thể các bạn. Nhưng mà đối với Thuận thì Thuận vẫn ưu tiên đầu tư dài hạn hơn. Nhìn vào chu kỳ 4 năm thì năm nay vẫn là một năm vô lịch sử có thể tích lũy cho một đợt tăng trưởng kế tiếp khi mà chúng ta tiến dần tới Bitcoin halving năm 2024. Các bạn nghĩ sao? Các bạn comment ở bên dưới. Bản thân Thuận thì các bạn đã biết là gần đây tích cực tích lũy Ethereum. Các bạn đã biết là Thuận cũng đã có một đợt chốt lời khi mà giá cả tăng lên tới mức là khoảng chừng 29.000 đô. Đó là cái lần cuối cùng Thuận chốt lời, như bạn cũng đã biết rồi. Thì ở cái mức này là Thuận tích lũy trở lại mà thôi. Nhưng mà nhìn vào tổng thị trường thì sao các bạn? Tổng thị trường ngày hôm nay các bạn thấy được là vốn hóa thì xuống khoảng chừng 3%. Tương tự như BTC thôi, BTC xuống 3%, những đồng lớn khác cũng xuống cái phần trăm tương tự. Vốn hóa thì hơn 1.1 nghìn tỷ các bạn. Cả thị trường ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cả một màu đỏ luôn. Các bạn được là không có một đồng nào gọi là tăng trưởng nhiều hết. Chúng ta có một số những màu xanh nhỏ nhỏ như là Adam thì tăng 1.6, nhưng mà các bạn thấy là phần lớn là một màu đỏ. Và Pepe hôm nay đã xuống thêm 36% nữa các bạn. Chúng ta sẽ nói thêm về Pepe một lát nữa. Nhưng mà đầu tiên hết cái thông tin lớn liên quan đến nền kinh tế nói chung, chúng ta có cái chỉ số phần trăm lạm phát PPI được công bố ngày hôm nay tại Hoa Kỳ. Thì đây là cái phần trăm lạm phát, chúng ta hiểu đơn giản là phần trăm lạm phát bán sỉ, nó khác với lại CPI. đó là cái phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng, người tiêu dùng người ta mua những mặt hàng đó thì nó tăng trưởng như thế nào. Còn đây là cái phần trăm lạm phát cho những cái công ty sản xuất họ thu hàng vào thì mức giá ra sao. Thì các bạn đã thấy được cái phần trăm lạm phát này đã tăng 0.2% tháng rồi so với lời ước tính là 0.3%, có nghĩa là đã tăng nhưng mà ít hơn là ước tính. PPI một năm đó thì đã giảm còn 2.3% từ 2.7% tháng rồi. Đây là con số thấp nhất từ tháng 1 năm 2021. Có nghĩa là gì các bạn? Nói chung đó là lạm phát vẫn trên con đường nguội lại. Những người bán sỉ họ đã thấy được mặt hàng của họ đó coi như là cái phần trăm lạm phát, tốc độ tăng trưởng đã giảm thì sẽ có cái ảnh hưởng tốt khi mà họ bán lẻ. Nguội lại là tốt các bạn, nguội lại đó thì Fed sẽ không cần phải tiếp tục tăng lãi suất nữa, nhưng mà đừng có nguội quá thì sẽ đi vào suy thoái tài chính. Và nói tới suy thoái tài chính đó, chúng ta thiệt là Tổng thống Joe Biden đã đưa ra một cái cảnh báo là nếu như mà đảng Cộng Hòa không có chấp nhận đề nghị tăng nợ trần. Thật ra cả hai bên đều chấp nhận tăng nợ trần hết, các bạn nói gì cũng không có đúng đâu. Chỉ là bên đảng Cộng Hòa nói là nợ trần có thể được tăng thêm 1.5 nghìn tỷ, nhưng mà phải cắt bỏ một số những cái chi tiêu của nhà nước. Nhưng mà ở bên đảng Dân Chủ thì nói không, nợ trần nó được tăng và không có bất cứ điều kiện nào. Cho nên hai bên bây giờ vẫn chưa có thỏa thuận. Và cái đợt họp kế tiếp đáng lý đầu là ngày mai, nhưng mà cái đợt họp đó đã được dời là tuần sau rồi các bạn. Càng đến gần đó thì thị trường tài chính lại càng bắt đầu là cảm thấy bất an. Tại vì chúng ta đã nghe rất nhiều những cảnh báo đến từ Bộ Tài chính của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen nói là nếu như mà không có cái nợ trần được nâng lên mà chúng ta đến ngày 1 tháng 6 thì Hoa Kỳ sẽ hết tiền. Và đương nhiên điều đó là điều mà sẽ có rất nhiều hậu quả xấu. Đó là những cái lời cảnh báo đến từ Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen. Các bạn thấy được là hôm nay đó, Tổng thống Joe Biden cũng đưa ra những cảnh báo tương tự, nói là chúng ta sẽ đi vào suy thoái tài chính cực kỳ sâu nếu như mà chúng ta không có nợ trần được nâng lên đúng hạn. Và chúng ta cũng thấy được là Chủ tịch John Powell cũng có những lời nói tương tự như vậy. Nói chung đó là trong vòng cả 2-3 tuần nay chúng ta đều nghe nhiều lời cảnh báo tương tự như vậy. Và thậm chí CEO của ngân hàng Chase Jimmy Diamond cũng nói là chúng ta có thể sẽ thấy một cái cuộc hoảng loạn cực kỳ nếu như mà Hoa Kỳ trả trễ nợ thôi, chứ đừng có nói là vỡ nợ. Chỉ cần là cái nợ trần được nâng lên chậm trễ dẫn đến là Hoa Kỳ trả trễ nợ 1 ngày 2 ngày thôi thì sẽ có nhiều cái sự hoảng loạn ở trên thị trường. Tại vì sao vậy? Tại vì đây là điều mà chưa từng xảy ra, sẽ khiến cho rất là nhiều những nhà đầu tư đó sẽ không biết ứng phó như thế nào. Tại vì các bạn thấy được là tất cả những cái mảng đầu tư nó đều có sự liên kết với nhau. Các bạn thấy được là nền kinh tế của tất cả quốc gia đều có sự liên kết với nhau và nó dựa vào cái sự liên kết giữa trái phiếu, giữa công trái phiếu, giữa chứng khoán. Mà nếu như các bạn thấy được là bây giờ đó, công trái phiếu của Hoa Kỳ được xem như là cái tiêu chuẩn an toàn nhất và tất cả những công trái phiếu khác là dựa vào tiêu chuẩn đó để xem coi là quốc gia nào nợ nó an toàn không an toàn, và cái điều đó sẽ dẫn đến quốc gia đó có thể mượn được bao nhiêu nợ và cái nợ đó sẽ có cái mức lãi suất là bao nhiêu. Và thị trường chứng khoán cũng dựa vào đó các bạn. Tại vì khi người ta đầu tư công trái phiếu của Hoa Kỳ đó thì nhiều người xem công trái phiếu Hoa Kỳ là an toàn nhất, thì cái phần trăm lợi nhuận đó mà người ta có được đó coi như là phần trăm lợi nhuận mà không cần phải chấp nhận bất cứ rủi ro gì. Cho nên tất cả những cái mảng đầu tư khác đó đều so sánh với công trái phiếu của Hoa Kỳ. Tại vì nếu như mà các bạn đầu tư và một mảng đầu tư giả sử như là nó cho các bạn có lời 7% một năm, trong khi mà công trái phiếu Hoa Kỳ là 5% một năm, thì người ta sẽ nghĩ là đầu tư công trái phiếu của Hoa Kỳ thì tốt hơn nhiều. Tại vì không cần có rủi ro cũng có lợi nhuận tương tự như đầu tư, và các bạn đầu tư đó phải chấp nhận rủi ro. Cho nên các bạn thấy được là tất cả nó đều có cái sự quan hệ lẫn nhau. Và đương nhiên không phải chỉ người Hoa Kỳ hay là những công ty Hoa Kỳ lưu trữ công trái phiếu đó các bạn. Công trái phiếu của Hoa Kỳ được lưu trữ bởi những quốc gia khác và những nhà đầu tư của những quốc gia khác luôn. Cho nên khi mà chúng ta có một cái sự lung lay về đồng tin về công trái phiếu Hoa Kỳ đó thì các bạn sẽ thấy được là sẽ có rất là nhiều cái sự hoảng loạn trên thị trường. Khả năng này đó thật sự là không có cao đâu các bạn. Thường thì nghĩ là khả năng này đó có thể không tới 1%, 99% hay là hơn 99%. Nợ trần sẽ được nâng lên như là tất cả những đợt trước đây các bạn. Mỗi vài năm chúng ta đều nói tới nợ trần. Và nợ trần Hoa Kỳ đó từ khoảng chừng năm 1960 tới bây giờ tôi nhớ là được nâng tổng cộng là 78 lần rồi các bạn. Lần này cũng không ngoại lệ đâu. Nhưng mà trong cái trường hợp mà rủi ro khoảng chừng 1% hay dưới 1% đó, lỡ như mà chính phủ Hoa Kỳ trả nợ trễ thì man oh man thường cũng không dám tương tự được các bạn. Và đương nhiên câu hỏi các bạn là bây giờ mình đầu tư crypto, mình đầu tư BTC thì cái điều này có ảnh hưởng như thế nào? Đó là câu hỏi tỷ đô luôn các bạn. Thuận thì hy vọng là chúng ta sẽ thấy được là sẽ có một dòng tiền chảy vào BTC, tại vì Bitcoin họ sẽ cảm thấy được là đây là một cái mảng đầu tư mà không bị quản lý bởi một quốc gia nào, thì có thể họ cảm thấy đây là cái mảng an toàn hơn, có thể lưu trữ tài sản lâu dài được. Đó là cái hy vọng mô thuận mà thôi, chứ còn thật chúng ta không có biết đâu. Khi mà mọi người hoảng loạn đó thì mọi người thường hay đưa ra những cái quyết định nó không có logic các bạn. Chúng ta đã từng thấy những cái sự kiện như là các bạn đã thấy được là khi mà dịch bệnh xảy ra đó, thì ngay thời điểm đó chúng ta đã biết là tất cả những mảng đầu tư đều xuống hết các bạn, và xuống rất nhiều luôn. Tôi đã nhớ thời điểm đó là BTC đó gần như là 10.000 đô mà trong thời gian vài ngày xuống chỉ còn có dưới 5.000 đô các bạn, năm 2020. Tôi nhớ lúc đó vàng cũng xuống rất là nhiều, cổ phiếu, trái phiếu tất cả xuống hết luôn. Tại vì sao vậy? Tại vì dịch bệnh xảy ra, đây là một chuyện mà hầu như rất nhiều người chưa bao giờ đổi đầu trong cái cuộc đời của họ, dẫn đến là họ chỉ muốn lưu trữ tiền mặt mà thôi. Nhưng mà trong trường hợp này đó, lưu trữ tiền mặt thì nó không có logic đâu, tại vì khi mà các bạn thấy nợ trần của Hoa Kỳ không được nâng lên đúng hẹn, dẫn đến là trả nợ không đúng hẹn, dẫn đến là sau này lãi suất tăng lên cho nợ của Hoa Kỳ, dẫn đến là phải in thêm nhiều tiền, thì chẳng khác gì tiền lại ngày sẽ càng bị mất giá hơn các bạn. Chúng ta sẽ biết sớm mà thôi. Bây giờ đã là ngày 11 tháng 5 rồi, trong vòng 19 ngày nữa nếu mà không được nâng lên thì wow, thôi thì các bạn sẽ có nhiều điều để nói đây. Và chúng ta hôm nay đó lại thấy là cái cổ phiếu của PacWest một lần nữa đã giảm 20% các bạn. Từ đầu tuần tới bây giờ đó, cổ phiếu PacWest đã có một sự hồi phục, nhưng mà hôm nay lại giảm 20%. Tại sao vậy? Tại vì ngân hàng này đó họ đã đưa ra một cái thông tin, đó chính là cái tuần ngày 5 tháng 5 đó, cái số lượng tiền bị rút ra khỏi ngân hàng của họ tính tuần đó thôi đã là 9.5% của tổng số tiền gửi rồi. Con số đó hoàn toàn không hề nhỏ đó các bạn. Và nếu như mà chúng ta tính trong quý 1 đó, thì cái số lượng tiền rút ra khỏi PacWest là 16.9%. Con số này tuy là nhiều nhưng mà không có nhiều khi mà chúng ta so sánh với lại First Republic, họ bị mất tới 40% tiền gửi lận, dẫn đến là sau đó First Republic đã được tiếp quản và bán cho JP Morgan Chase. Và nói tới JP Morgan Chase thì các bạn có để ý không? Mỗi lần mà có một cái thông tin gì đó thì Jimmy Diamond thường là người mà đưa ra những cái nhận định khiến cho mọi người lo lắng, tại vì đương nhiên ngân hàng Chase là ngân hàng lớn nhất tại Hoa Kỳ, và lời nói của Jimmy Diamond rất là có trọng lượng. Các bạn đã nhớ là năm ngoái đó, khi mọi người lo lắng về cổ phiếu thì Jimmy Diamond nói là năm 2023 này cổ phiếu sẽ cực kỳ tệ, nhưng mà từ năm tới bây giờ cổ phiếu đã có một sự hồi phục rồi các bạn. Chúng ta cũng đã nhớ năm 2017 đó, Jimmy Diamond liên tục nói BTC là lừa đảo, dẫn đến BTC lúc đó cũng giảm xuống, không giống bây giờ các bạn. Bây giờ Jimmy Diamond nói gì cũng không ảnh hưởng đến BTC, nhưng mà năm 2017 đó thực sự có ảnh hưởng. Và cuối tuần đó chúng ta đã có một số dấu hiệu là ngân hàng JP Morgan mua BTC. Rồi chúng ta cũng đã thấy được ngân hàng Chase bây giờ cũng là ngân hàng mà cung cấp dịch vụ liên quan đến crypto. Chúng ta cũng đã nhớ gần đây liên quan đến những cái ngân hàng địa phương đó, thì Jimmy Diamond cũng đưa ra những cái lời nói làm cho mọi người hoảng loạn. Rồi sau đó ngân hàng Chase mua lại ngân hàng First Republic với cái mức giá rất là tốt các bạn, mua là có lời. Bây giờ thì Jimmy Diamond lại cảnh báo về nợ trần thì các bạn nghĩ sao? Nhưng mà nói riêng về cổ phiếu của PacWest thì các bạn thấy được là cổ phiếu của PacWest đã giảm 50% trong tháng này rồi, và trong vòng một năm qua đã giảm 80% rồi các bạn. Ngân hàng PacWest này có sụp đổ hay không đó, thì bây giờ vẫn chưa các bạn. Dựa theo những thông tin họ chia sẻ là tuy có rất là nhiều tiền rời khỏi ngân hàng, nhưng mà đối với lại cái số tiền mặt họ có đó thì vẫn còn đủ. Họ nói bây giờ họ có khoảng chừng là 15 tỷ đô la so với lại cái số lượng tiền gửi mà không được đảm bảo là 5.2 tỷ. Thì cho tới bây giờ ngân hàng này họ nói họ vẫn trụ được. Chúng ta tiếp tục theo dõi mà thôi. Nhưng mà ngoại trừ ngân hàng PacWest á, thì các bạn thấy được là những ngân hàng khác ngày hôm nay thì coi như cũng không nên nổi nào. Zion hôm nay đã xuống 4.5% các bạn, và chúng ta có Western Alliance hôm nay chỉ xuống có 0.7% mà thôi. Chúng ta cũng có thông tin đến từ ngân hàng trung ương của Anh các bạn, và ngân hàng trung ương của nước Anh á, cũng đã đưa ra quyết định là nâng thêm lãi suất, và họ đã nâng lãi suất thêm 0.25%, tương tự như là Fed gì đó. Nhưng mà bây giờ đó ở ngân hàng của nước Anh thì lãi suất của họ là 4.5%, thì vẫn thấp hơn so với Hoa Kỳ các bạn. Hoa Kỳ là 5.25. thì nói chung đó, khi mà so sánh tốc độ tăng lãi suất giữa Hoa Kỳ với những quốc gia khác đó, thì tốc độ của Fed nhanh hơn nhiều, đó là sự thật. Cho nên đó cũng là một trong những lý do tại sao mà thường nghĩ là đồng đô la tới bây giờ đó vẫn trên 100 điểm các bạn, khi mà chúng ta nhìn vào chỉ số DXY. Đây là cái chỉ số mà chúng ta so sánh sức mạnh của đồng đô la với lại một số những cái đồng lớn khác như là bảng Anh, đồng Nhật Bản, đồng Euro vân vân. Thì chúng ta đã thấy được đây là trong vòng một năm qua thì đúng là chúng ta đã đến cái mức đỉnh là khoảng 114 điểm. Lúc đó là đồng đô la rất là mạnh. Tới bây giờ đó thì đương nhiên đã giảm so với mức đó, nhưng mà các bạn thấy được đã không có xuống dưới 100 điểm. Bây giờ chúng ta đang ở mức là 102 điểm và hầu như từ tháng 4 tới bây giờ đó cũng vẫn giữ ở mức 102 điểm. Thì rất nhiều bạn muốn chỉ số này xuống dưới 100 điểm tại vì chỉ số này đó thường có cái xu hướng ngược đối với thị trường tài chính. Và nó cũng có một phần nào đó tương quan với lại giá của BTC. Khi mà cái đường màu xanh này giảm thì chúng ta thấy được là giá BTC tăng và ngược lại. Nhưng mà nếu muốn đồng đô la sức mạnh giảm so với những đồng khác và chỉ số này giảm đó, thì chúng ta không những là phải cần Fed ngưng tăng lãi suất mà có thể Fed phải giảm lãi suất, ngược lại những hàng trung ương khác phải tăng lãi suất thì đồng của họ mới có giá trị hơn đô la được các bạn. Chứ nếu không chỉ số này rất là khó xuống dưới 100 điểm. Đó là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Và đương nhiên khi mà nói tới sự in tiền đó, thì lúc nào cũng vậy các bạn, khi mà siêu lạm phát xảy ra thì đã quá trễ rồi. Chúng ta có cái thông tin đến từ Argentina, thì một trong những cái nơi mà bán cà phê của họ đó, đây là một tiệm cà phê có tên là Crypt Station, thì cái nơi bán cà phê này nói đó là họ đã thấy trong vòng một năm qua đó, cái số lượng người dùng trả bằng crypto đã tăng 10 lần rồi các bạn. Chi tiết hơn đó là họ nói là cái số lượng người dùng khi xưa đó, cách đây khoảng một năm, tháng 5 năm 2022 chỉ có 1.2% của khách hàng của họ là lựa chọn trả bằng crypto khi mà đi mua cà phê. Cho đến thời điểm bây giờ đó thì cái số lượng người lựa chọn trả bằng crypto ở Argentina khi mua cà phê Cryptation đã lên tới hơn 10%, nghĩa là hơn 1 trên 10 người rồi các bạn. Và đây là một trong những cái hậu quả của việc in tiền quá nhiều và không quản lý được tiền tệ các bạn. Tại vì ở Argentina đó, phần trăm lạm phát lên tới 104% rồi các bạn. Nó đã đi vào cái siêu lạm phát rồi. Khi mà một quốc gia đã đi vào siêu lạm phát đó thì rất khó để có thể trở về các bạn, cho nên không quốc gia nào muốn lâm vào tình trạng đó hết. Đối với lại các bạn, có thể là BTC là công cụ đầu tư, đối với một số bạn đây là công cụ đầu cơ, đối với một số bạn đây là tài sản lưu trữ giá trị, đối với một số bạn đây là cái tài sản dùng để thanh toán những cái mặt hàng lớn. Nhưng mà đối với lại những quốc gia mà có cái phần trăm lạm phát cao như vậy đó, thì BTC crypto hoàn toàn có thể được sử dụng làm phương tiện thanh toán, tại vì cái sự dao động giá của crypto không bằng sự dao động giá của tiền pháp định của nhà họ nữa các bạn. Đáng tiếc đó là các bạn đang thấy được là chính phủ của Argentina cũng đã biết người dân bắt đầu sử dụng crypto nhiều hơn, cho nên họ đã ra cái lệnh, ngân hàng trung ương của Argentina đã nói là những dịch vụ cho phép thanh toán thì không được hỗ trợ crypto. Giống như là các bạn thấy là chúng ta đi ăn uống thì các bạn có những cái máy để mà thanh toán tiền đó, thì những dịch vụ thanh toán đó hay là trên mạng đó là không được hỗ trợ crypto. Những ai muốn trả bằng crypto đó thì chỉ có thể trả giữa người dân với nhau mà thôi, giống như là các bạn đưa địa chỉ ví người ta trả thôi, chứ không có thông qua phương tiện thanh toán. Tại vì sao? Tại vì chính phủ Argentina muốn hạn chế người dân sử dụng crypto. Họ đương nhiên là không muốn người dân bỏ qua và không dùng tiền pháp định của họ.